Hello sao anh em đã quay trở lại clip theo mình nha, mình HZ đây. Ok, sau khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ bảo trì thì bây giờ tất cả anh em chúng ta đã đều vào được game rồi. Ở đây thì nếu anh em nào đang chưa vào được game ấy thì anh em nhớ cho mình là với iOS thì anh em chỉ cần xóa game đi tải lại là được. Cái cách tải nhanh thì anh em hoàn toàn có thể vào mục đã mua hoặc là mục ứng dụng từng mua ở trên App Store để anh em tải về cho nhanh. Còn với anh em Android ấy thì nó sẽ tùy máy nhá. Có máy thì anh em chỉ cần cập nhật là được, nhưng có máy thì anh em sẽ phải tải lại như từ đầu. Thì ở đây mình sẽ gắn cái link hướng dẫn cách tải SSL dành cho tất cả anh em này, nếu anh em nào mà không cập nhật lên được. Ok, sau khi cập nhật lên được thì anh em tiến hành vào game là xong thôi. Và đây là giao diện mới của chúng ta ở FC Mobile 25. Từ bây giờ thì chúng ta phải gọi là FC Mobile 25 anh em nhá, vì đã qua mùa giải mới rồi, qua season mới. Ok, và với cập nhật ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cập nhật như thế nào, những cái điều thay đổi như nào và những event mới ra sao? Bây giờ anh em cùng với mình đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với event chính là event kỷ niệm 1 năm thành lập FC Mobile. Ở đây thì sẽ tương đối đơn giản thôi. Đầu tiên ở phần giới thiệu thì anh em có thể thấy là chúng ta có một cái phần ở vé mục ngôi sao này thì sẽ là phần Star Pass. Và với Star Pass này thì chúng ta sẽ nhận được tổng là 7 con hàng Marciano anh em nhé, cùng với con hàng Star Pass là My 3D. Đấy, đây là phần đầu tiên của phần kỷ niệm. Tiếp theo là ở bên phần kỷ niệm này thì chúng ta còn có các cái mục như kiểu là trao đổi này, thử thách này và nhiệm vụ. Tuy nhiên thì những cái này mình sẽ tìm hiểu sau nhé, để lát nữa quay trở lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ có lịch kỷ niệm. Lịch kỷ niệm thì đây anh em sẽ nhận phần thưởng mỗi tuần nhé. Ví dụ tuần đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được cầu thủ 94-99 hàng không bán được đến từ event này. Để xem mình sẽ ra cầu thủ nào đây. Và đây sẽ là workout đến từ event anh em nhé. Mình thấy workout này rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn khá là mới lạ so với những workout cũ. Ok, mình nhận được con hàng 95 cho tuần đầu tiên. Tiếp theo tuần thứ 2 thì anh em sẽ nhận được 2 triệu xu. Tuần thứ 3 sẽ là Marciano và tuần cuối sẽ là 300 điểm token lễ kỷ niệm. Thì cái điểm token lễ kỷ niệm này làm gì lát mình sẽ nói với anh em nhé. Ngoài ra thì anh em sẽ được nhận luôn một con hàng Marciano dành cho việc kỷ niệm. Đấy. Tuần 2, tuần 3, tuần 4 thì phải chờ thôi anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta đến phần chính này. Ở bên phần chính này thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Đầu tiên thì anh em khi mà thu thập đủ 5.000 token lễ kỷ niệm ở bên này thì anh em sẽ nhận được con hàng China Alexander Arnold anh em nhé. Mình thì đã thu thập được khoảng 60 điểm rồi. Và ở đây thì nó sẽ có cái phần xem lại mùa giải. Thì ở đây khi vào ấy nó sẽ cho anh em làm mới nhá. Thì anh em cứ làm mới đến khi nào mà anh em cảm thấy ok. Ở các cái chế độ như kiểu là đấu với máy hay là đấu hit to hit hay gì đấy, hoặc là event, nói chung là nó sẽ cho anh em làm mới, thì anh em cứ làm mới đến khi nào anh em cảm thấy ok thì anh em bắt đầu chơi. Thì ví dụ như mình dừng lại ở cái đoạn này thì mình chơi luôn. Đấy, thì mình chơi thì giới hạn hàng ngày sẽ là mỗi một ngày anh em sẽ được đá một phần như thế này nhá. Đấy, như vậy một ngày chúng ta sẽ được đá 4 phần. Đấy, và anh em sẽ kiếm cho mình 3 điểm là điểm đồng đội, điểm cống hiến và điểm ăn mừng. Đấy, sau khi mà có được 3 điểm này rồi, anh em cứ đá hàng ngày như vậy ấy, thì anh em chuyển sang phần diễu hành này. Ở phía bên dưới thì nó sẽ có cái yêu cầu, ví dụ như cái mốc thứ hai này thì mình đã hoàn thành được một mốc rồi nhá. Đến với mốc thứ hai để lấy cái logo thứ hai thì sẽ cần 80 điểm đồng đội này, 70 điểm cống hiến và 90 điểm ăn mừng. Đấy, thì anh em chỉ cần đạt mục tiêu các cái điểm này lên đúng với yêu cầu của nó là anh em sẽ ấn hoàn thành, là anh em sẽ mở được cái logo thứ hai. Và ví dụ như mình ở mốc thứ hai thì sẽ được thêm 240 token lễ kỷ niệm. Mốc đầu tiên mình đã hoàn thành rồi và mốc đầu tiên mình được 60 điểm rồi. Đấy, ở đây thì nhiều anh em sẽ bảo lỡ mà kiếm được nhiều điểm ăn mừng và điểm đồng đội nhưng là ít điểm cống hiến thì sao? Thì không sao, anh em có thể ngay sang ngay phần bên cạnh để anh em quy đổi nhá. Tuy nhiên để mà có được một điểm đồng đội thì anh em sẽ phải mất 2 điểm ăn mừng hoặc là điểm cống hiến. Đấy, nói chung là tỷ lệ sang 1-2 thì anh em tham khảo. Nói chung là khi mà anh em hoàn thành xong như thế này rồi thì anh em sẽ thu thập được đủ điểm và anh em sẽ lấy China Alexander Arnold thôi. Đấy, và quan trọng hơn hết là anh em kiếm đủ cái điểm token lấy kỷ niệm rồi thì sang phần thưởng chúng ta sẽ dùng để đổi. Ngoài ra ở đây thì khi anh em ấn vào phần quà này thì anh em sẽ được tặng thêm 500 điểm ăn mừng anh em nhé. Rồi khi mà anh em đã kiếm cái điểm token lễ kỷ niệm này xong thì bây giờ chúng ta đến với phần thưởng nào. Ở bên phần thưởng này thì chúng ta sẽ có mua được cái điểm token lễ kỷ niệm này bằng SC Point hoặc là xem thêm quảng cáo để lấy anh em nhé. Mỗi một ngày sẽ được xem 3 cái quảng cáo. Và ở đây thì anh em sẽ kiểu như là sẽ có 4 cái phần để chơi. Thì phần thứ nhất, cái mini game đầu tiên sẽ là khu vực tấn công này, tiếp theo là sút tung lưới, cái thứ ba là trò chơi mini 3 và cuối cùng là trò chơi mini 4. Tuy nhiên hiện tại thì mới chỉ mở khu vực tấn công thôi anh em nhé. Còn sút tung lưới thì sẽ mở vào ngày 3 tháng 10, cái mini 3 thì sẽ mở vào 10 tháng 10 và mini 4 sẽ mở vào 17 tháng 10. Ở đây thì khá đơn giản thôi, nó sẽ cho anh em kiểu như là sử dụng cái điểm token lấy kỷ niệm khi nãy mà chúng ta kiếm được ấy. Và anh em chơi thôi, mỗi một lần chơi này sẽ mất 100 điểm. Và quà anh em có thể nhận được là Marciano, cầu thủ 94-101, game, điểm chuyển cấp hoặc là xu đá quý. Đấy. Và anh em cứ chơi như thế thôi. Khi mà anh em chơi đủ 15 cái mini game ở cái phần khu vực tấn công này,
tức là mở 15 lần ở khu vực tấn công này thì anh em sẽ nhận được cầu thủ 97 đến 100 OVR. Và đây là khu vực tấn công trò chơi thứ nhất. Khi mà anh em chơi hoàn thành cả 4 mốc nhá, tức là khu vực tấn công, sút tung lưới, trò chơi mini 3 và trò chơi mini 4, anh em hoàn thành hết các cái mốc luôn thì anh em sẽ nhận được cầu thủ 99 đến 101 của lễ kỷ niệm. Nhớ là phải full hết toàn bộ quà của từng mốc anh em nhé, từng trò chơi mini game một nhé. Rồi, và ngoài ra còn có một cái quà tặng thêm là anh em chơi 10 cái mini game thì sẽ mở khóa thêm cho anh em một cái phần quà là cầu thủ 94 đến 99 game và điểm chuẩn cấp. Đấy, một cái là chơi 10 lần và một cái chơi 15 lần. Đấy, là anh em chơi ở đây là được. Đấy, còn khi mà anh em hoàn thành hết full cả khu vực tấn công, cả sút tung lưới, cả mini 3, mini 4 thì sẽ được thêm cầu thủ 99 đến 101. Đấy, điểm qua phần thưởng nó chỉ có thế thôi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần giảm giá chớp nhoáng. Thì sẽ có mục đầu tiên là mục giảm giá chớp nhoáng này này. Thì mới vào anh em ấn vào cái này để anh em làm mới thì nó sẽ ra như này. Và sẽ được làm mới 3 lần một ngày anh em nhé. Ví dụ như gói đầu tiên 60% này thì chúng ta chỉ tốn 400 SC Point thôi để mở cầu thủ 97 đến 103. Tiếp theo là cầu thủ 93 đến 102 hàng bán được thì sẽ mất 300 SC Point. Rồi cầu thủ 65 đến 74 này thì mất 25 này. Và cầu thủ 98 đến 101 hàng không bán được thì sẽ mất 6.000 game. Đấy, anh em sẽ được làm mới 3 lần một ngày anh em nhé. Còn về bên giảm giá chớp nhoáng ở cái đợt tiếp theo, vòng tiếp theo này thì ngày mai nó mới mở nên hiện tại thì chưa có. Đấy. Và khi mà chúng ta chi tiêu như thế thì sẽ có những cái phần quà dành cho anh em nhé. Ví dụ như kiểu là anh em chi tiêu 500 điểm thì anh em sẽ nhận được Marciano này. Tiếp theo là anh em chi tiêu 2.000 điểm SCP thì sẽ nhận được 20 triệu xu này. Anh em chi tiêu 5.000 điểm SCP là đã nhận được 3 cầu thủ phổ thông Marciano rồi anh em nhé. Và anh em tiêu 10.000 điểm SCP thì anh em sẽ nhận được thêm cầu thủ 102 đến 103 của lễ kỷ niệm. Quá ngon nào anh em. Đúng rồi, và muốn có FC Point thì như thế nào thì anh em biết rồi đấy đúng không nào. Đấy, cực kỳ ngon luôn anh em nhá với cái phần thưởng chi tiêu này. Đấy, bên giảm giá chớp nhoáng thì chủ yếu là chi tiêu như thế để lấy phần quà ở bên này thôi anh em nhá. Rồi, tiếp theo về phòng trưng bày thì sao? Phòng trưng bày thì nó cũng chẳng có gì đâu. Anh em vào đây nhận quà hàng ngày thôi. Đấy, cầu thủ 70 đến 94 mỗi một ngày được nhận một gói như thế này. Và sau đấy thì nó sẽ cho anh em các cái cầu thủ xuất hiện ở trong từng event thôi. Ví dụ như bị phần biểu tượng thì chúng ta có những cầu thủ như này, Gareth Bale, rồi Racine, Buffon. Tuần 2, tuần 3 thì chưa xuất hiện. Rồi về sự kiện anh hùng thì chúng ta có thêm những cái con hàng như là Maicon, Guti các thứ. Đấy, về thần đồng. Thần đồng là một cái loạt thẻ mới rất là ngon anh em nhé. Ví dụ như là chúng ta có những cái con hàng như Lamine Yamal này. Rồi Endrick. Chắc là hai con hàng ngon nhất. Lamine Yamal, Endrick. Rồi nó còn có thể tăng over dựa vào thành tích của câu lạc bộ anh em nhé. Và cuối cùng là về kỷ niệm. Kỷ niệm thì đây là những cầu thủ của tuần 1, tuần 2, tuần 3. Thì xa nó sẽ mở về sau anh em nhé. Đây về phòng trưng bày. Nói chung là về event kỷ niệm này thì chủ yếu là anh em lấy các cái phần quà đây là chính. Đấy, nói chung là ở các cái mục đều có những cái phần quà khác nhau để cho anh em chơi cũng khá đơn giản thôi. Quay trở lại một chút, khi mà chúng ta đến với nhiệm vụ kỷ niệm thì sao? Nhiệm vụ kỷ niệm thì chúng ta sẽ có đầu tiên nhiệm vụ ngày này. Ngày anh em cũng chơi để lấy cái token lấy kỷ niệm thôi. Tiếp theo là có một cái phần riêng của cái event như kiểu là về phần nhiệm vụ lấy kỷ niệm. Đấy, thì nó cũng sẽ giúp anh em kiếm được token lấy kỷ niệm nhiều hơn thôi. Ngoài ra thì còn có con hàng Marciano. Tiếp theo đến thử thách. Thử thách của lễ kỷ niệm này thì anh em sẽ chơi thôi. Chơi để nhận phần quà. Nếu mà anh em vô địch thì anh em sẽ nhận được cầu thủ 82 đến 103 hai con. Rồi thêm một ít game, một ít xu. Nói chung là cái này chơi cũng khá là đơn giản thôi. Đúng không nào? Rồi chúng ta có thêm phần gọi là phần exchange. Với phần exchange trao đổi thì anh em cũng có thể thấy đây là đầu tiên là chúng ta có con hàng Stam. Dành cho những anh em là fan của Manchester United mà chưa có điều kiện để chơi những con hàng CB khủng thì anh em cũng có thể theo dõi cái này của con hàng Stam để anh em đổi nó. Mình thấy là điều kiện cũng khá là đơn giản thôi. Tiếp theo là có Marciano. Marciano thì chắc chắn rồi, over tầm 450. Rồi cầu thủ 80 đến 98, cầu thủ 95 đến 103. Đấy, 95 đến 103 đây anh em có thể xem những cầu thủ cũng rất là ngon anh em nhá. Trong đó thì cũng có các cái cầu thủ là thần đồng rất là ok luôn. Rồi ngoài ra thì còn có phần bên cạnh là 95 đến 103 trao đổi giới hạn, cũng là hàng không bán được anh em nhé. Anh em có thể xem những cái phần quà của chúng ta và các cái yêu cầu điều kiện đấy. Ok, về đấy là phần trao đổi. Và phần cuối nữa ở trong cái phần giới thiệu này thì đó là cái phần ưu đãi thôi. Thì về phần ưu đãi bên phần store này thì anh em có thể vào anh em theo dõi nhé. Chủ yếu là chúng ta dùng FC Point hoặc là game để anh em mở thôi. Và một cái điểm đáng chú ý trong ngày hôm nay của anh em đó chính là những cái gói X2 thì nó đã hồi lại rồi anh em nhé. Những gói X2 thì nó đã hồi lại rồi. Ok. Đấy, như vậy là chúng ta nói xong về cái event lễ kỷ niệm rồi, khá là đơn giản cho tất cả anh em. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến với cái event mới tiếp theo, đó chính là cái event trung tâm bóng đá này.
Với cái event trung tâm bóng đá này thì sao? Event trung tâm bóng đá này thì đầu tiên là chúng ta sẽ có phần có gì mới thì anh em vào thì sẽ nhận được con hàng Hendrick. Tiếp theo là chúng ta sẽ có các cái trận đấu then chốt nhé. Ví dụ như trận đấu then chốt đầu tiên này sẽ là Atletico Madrid và Real Madrid thì nó sẽ cho anh em cái trao đổi này và nó sẽ kết thúc sau 6 ngày thì anh em có thể lựa chọn trao đổi. Ví dụ mà anh em chọn trao đổi Rodri thì anh em cũng đi đến mục trao đổi và anh em tiến hành đổi Rodri thôi với các cái điều kiện đặt ra ở đây. Rodri cũng khá ok đấy anh em ạ. Rồi, và ngoài ra bên cạnh thì có phần TLTW, nhưng mà TLTW thì nó chưa mở anh em nhé. Ngày 26 tháng 9 mới mở thì lúc đấy mình mới nói sau. Đây là phần đầu tiên này. Tiếp theo là anh em khi mà anh em ấn đến đi đến ấy, thì nó sẽ sang phần trận đấu then chốt. Thì hiện tại là đang có 4 trận là Atletico Madrid với Real, MU với cả Tottenham, Bayern Munich với cả Bayer Leverkusen và PSG với cả cái đội SRFC là mình không rõ là đội nào, đội Ren thì phải anh em ạ. Thì anh em đá các cái trận đấu ở đây thôi. Ví dụ như là mình sẽ chọn Real nha. Ok, mình ấn xác nhận này. Sau mình sẽ chọn các cái chế độ. Để chế độ càng cao thì điểm trung tâm bóng đá anh em kiếm được sẽ càng nhiều. Đấy, thì anh em chơi để kiếm cái điểm trung tâm bóng đá này nhé. Và cái điểm trung tâm bóng đá này ấy, sẽ dùng để đổi các cầu thủ bên phía Team of the Week này. Tuy nhiên thì như mình nói rồi, phần Team of the Week thì ngày 26 tháng 9 nó mới ra mắt, nên là lúc đấy mình mới làm chi tiết cho anh em được. Đấy, cơ bản thì trung tâm bóng đá nó cũng chỉ là vậy thôi anh em ạ. Chơi cho vui đúng không? Rồi tiếp theo có một cái event mới nữa khi mà anh em đến phần trung tâm bóng đá này, nó chính là cái phần La Liga. Hiện tại thì mới La Liga thôi, mình nhớ là hình như có cả Premier League anh em nhá, nhưng hiện tại thì mình mới thấy La Liga thôi. Thì khi anh em vào nó sẽ cho anh em chọn câu lạc bộ ấy. Thì như mình đây mình chọn lượt đầu là Real, rồi sẽ có được hình như một tuần được 2 lượt hay sao đấy. Nói chung là giới hạn lượt tham gia là 1/2 này, mình đang tham gia lượt đầu. Thì nói chung là anh em sẽ tham gia thi đấu và nếu như mà anh em mình đây nhá, ví dụ mình vào là xác định tứ kết luôn. Nếu mà thằng tứ kết thì sẽ vào bán kết, thằng bán kết vào chung kết. Thì anh em cứ đá như thế cho mình nhá. Nó sẽ có cái phần quà dành cho anh em và điểm mà anh em nhận được sẽ là điểm token câu lạc bộ. Thì cái điểm token câu lạc bộ này sẽ dùng để làm gì? Điểm token câu lạc bộ này thì anh em sẽ vần vào phần trao đổi. Sau đó anh em sẽ thấy là có phần thử thách câu lạc bộ này này. Sẽ có cái điểm token câu lạc bộ này để anh em có thể trao đổi. Ví dụ như là 3.000 điểm là anh em đã đổi được cầu thủ 100 euro rồi. Đấy anh em nhá. Thì nói chung là mở ra để anh em tích cực chơi thôi. Và tất nhiên là ở đây sẽ là đá online với người anh em nhé. Anh em chọn câu lạc bộ và đá online người với người chứ không phải đá với máy đâu. Thế nên là dựa vào kỹ năng của anh em nữa anh em nhé. Ok, và đấy là phần tiếp theo. Ngoài ra thì chúng ta có phần hiệp phụ. Tuy nhiên hiệp phụ thì như mình nói rồi, hiện tại thì nó vẫn giữ nguyên như trước đây thôi. Đến ngày 26 tháng 9 thì nó mới được làm mới anh em nhé. Đấy, nó vẫn đang là những cái phần top event với cả cầu thủ 95 đến 101 thôi. Đến ngày 26 tháng 9 thì nó mới cập nhật sang những cái mục mới. Tổng quan thì các cái sự kiện mới của chúng ta nó cũng như vậy thôi anh em ơi, nó cũng không có thay đổi gì nhiều đâu. Về giá trị câu lạc bộ thì hiện tại thì mình thấy giá trị cũng chưa có thay đổi nhiều, nhưng mình có thể xem là người vào sớm nhất sau khi update anh em nhé. Khi mình vào thì còn rất nhiều anh em chưa vào được, nhưng mà đến thời điểm mình up clip thì chắc là anh em vào được hết rồi. Đấy, ok, nói chung là tổng quan về update của game thì nó là như thế. Và nếu như mà anh em nào mà còn thắc mắc về cái vấn đề gọi là cái cách để mà anh em có thể update này nọ, anh em có thể comment phía bên dưới hoặc là anh em nhắn tin Zalo để mình chỉ cho anh em kỹ hơn. Còn clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy clip hay đừng quên ấn like và đăng ký kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Bye bye anh em.